Xin chào các bác, em là Tuấn Mắc Cạn. Hôm nay em về được 1 cân phi khí Mắc Cạn. Đây các bạn, nguồn gốc của nó là ở vùng Mắc Cạn này. Ôi cái bọn này nó hơi bị chột rồi. Em đếm là được đây. Để em đếm thân tơ thân giả thì các bác nhưng mà em bán cả lô thôi nhé, em không bán lẻ đâu. Bởi cái này nếu cân ra nó hao lắm. Em chỉ tính thân cho các bác nó dễ. Đây, một thân dài gần mét đây. Hai thân này. Thân này màu xanh mét luôn này. Màu xanh mét luôn này. Em vừa khai thác về. Ủa, nhạt hết. Đây, thân già đây, hai này. Nhìn nó cứ tưởng lá nó khác nhau, hóa ra giống nhau, lá giống nhau nhưng mà thân khác nhau đây này. Các bạn nhìn này. Thân này, các bạn thấy khác biệt không? À nha. Ba thân này. Em hàng rừng bên em tự khai thác về cho nên là nó chưa bị lá nó chưa hỏng đâu. 4 này. 5 này. Đây. Thân này hơi lát tí cây khai thác. Nhưng mà nhiều thân già đây. Thân già xanh lè luôn này. Coi. 6 này. Đây có hai thân này, 7 tổng là 7 khóm ạ. Cái này đi khai thác thì nó cụt mất hai cái này, nhưng mà nó sẽ mọc ra cái mới thôi. Đây, nó mọc mất này. Cả cái này bán 4 triệu rưỡi các bạn. 4 triệu 500 nhá. Lô đẹp lắm. Nhìn thân này. Lách lá này. Đẹp tuyệt luôn. Ôi, em định để trồng nhưng mà thôi, còn điều kiện nó không có. Cả lô này 4 triệu rưỡi, cái đồ 1 cân các bạn. Các bạn về là trồng có cái phi điệp Bắc Cạn em mà. Nếu mà này ghép hết là 1 giò thì quá đẹp luôn. 7 thân, cả những cái phóng bé này nữa. Em không bớt được các bạn nhé. Đường duy nhất đúng 1 cái kì. Mặt hàng thứ hai xin giới thiệu các bạn là kiều tím. Ở đây các bạn này, em mới đầu em không biết là nó sẽ ra kiểu gì, nhưng đến ngày hôm nay thì không phải bàn rồi. Đấy, màu nó tím rồi, nụ nó tím như này các bạn. Nó cái này nó bởi vì do là nó nhiều mặt hoa nên là em bán số, nhưng mà các bác yên tâm là kiểu tím rồi, 500 một giò. Mới giò trên kia đang lũ hết rồi. Chào lên. Một giò tầm khoảng chục thân tơ đây. Cái này nó ra, thôi đến cái này ra, xong lại cái này. Em bán 500 giò các bác nhé. Có mỗi cái giò này là lụ sớm nhất thôi, còn những cái kia thì nó chỉ nhú nhú ở tí ở trên đầu, nó thành chóp như là cái quả thông ấy. Còn hôm nay em về Mắc Cạn. Mắc Cạn hôm nay em về được nhiều lắm. Em lấy hẳn 400 gốc. Em về em trồng. Rồi em chia sẻ với các bác những cái cây đẹp em sẽ chia sẻ với các bác. Đây. Mắc Cạn 50.000 một gốc. Cái này là nó rụng lá. Đây là hàng gieo hạt, mặt hoa lung tung hết rồi các bạn. 50.000 cốc, còn Easo và Trông Như. Easo cũng 50.000 một cốc. Hàng thuần cứ thế này, không em tưới nước và bón phân vào cho nên cây cối cứ phát triển bình thường. Càng để lâu thì càng đẹp các bạn. Không phải hàng để lâu xấu đâu, càng để lâu càng đẹp. Châu Như đây quá, 100 một cốc. Châu Như dài lắm, dài chết rồi. Châu Như thì là trước em lấy về nhiều lắm. Mà em thích mà. Nói hoa của nó tỷ lệ bệt có 50%. Có nghĩa là ông trồng hai cây sẽ được một cây bệt. Châu Như 100, còn Địa Lan Thanh Ngọc đây. Chậu này 7 thân. Chậu này 4 thân. Chậu này 3 thân. Bộ toàn 4 thân thôi. 4 thân thì là 90.000 một thân. Em trồng bằng giá thể này không, nó giữ ẩm tốt cho nên là để càng lâu thì nó sẽ cái mầm này nó càng dài, các bác vẫn sẽ được hưởng lợi. Đây ạ, đây mầm nó. Đấy, sau một tháng nữa nó sẽ mở cái hai cái lá này ra. 90.000 một thân các bác nhé. Hồ điệp các màu đây. 100.000 ba cốc. Cốc này là cốc 2,5 inch. Các bác về cứ để thế này xong cho vào chậu khác trồng thì nó cũng sẽ ra hoa.
sau này dễ nó khi mà nó cuốn chặt hoặc nó thò ra nhiều quá hay quá thay. Hồ điệp 130 cốc. Vũ lữ vàng chanh. Hồi vũ lữ vàng chanh giờ em bán là 140 cốc các bạn. 140 cốc các bác nhá. Cây để tại nhà, em để tại nhà quá lâu rồi. Em chuẩn bị thay chậu ấy. Hơn 140 cốc các bạn. Hoa màu vàng chanh nhỉ. Cái loại này cắt được cả cái cành để có những cái việc ví dụ như là hoa quả hoa hay là tặng 20 tháng 10 hay là 20 tháng 11 hay cái gì đấy. Đây là cây này đấy các bạn, thơm lắm. Cái này hoa của nó Việt Nam mình toàn nhập từ Đài Loan về, cắt cái cành hoa về bán. Bên mình hiện tại cái thị trường Việt Nam mình chưa thể đủ số lượng cành hoa để phục vụ cho thị trường hoa trong nước. Em muốn làm cái gì đó lắm, muốn trồng một số lượng lớn lắm nhưng mà không có tiền. Hoa nhạn. Hoa nhạn hàng cân. Hoa nhạn hàng giò thì 300.000 các bạn, chỉ được một giò cao bằng ngang tay thôi. Hoa nhạn hàng cân thì 300 thì chắc được 2 cây như này. Đây, em sẽ chọn cái đẹp cho con. Hoa nhạn này đắt này, 900 một cân. Mũi hồng lai má hồng 150 một cốc. Giống này đẹp lắm, giống này tưới nước mà không vấn đề gì, không bị thối. Trầm cửu long 300 một cốc. Kiếm số 1 đấy ạ. Kiếm số 1 lai đi. Lai với cây cái thông pa xỉ cái này 300. Còn đây là kiếm số 3, lai với cây sao sực ta cũng 300. Trầm blue lai phi điệp đỏ đậm 300 một cốc là được 2 thân. Để em cho các bác xem hai cái thân nó phải tầm như này các bạn. Đấy, đẹp không? 300. Em mới thay cốc mới ở nhà em vào. Cốc này em bán 1.500 này. Cốc này này. Để em tháo ra nhé. Đây. Em mới thay cốc mới. Cái này là họ khai thác về, họ vận chuyển về đây cho nhẹ cước ấy. Thì để cái cách mấy anh em bán hàng nhân họ làm là thế này. Cái chậu nó lặng, họ tách bớt một phần giữa ra. Đây, có để ý thôi. Sau đó để khô cho nó nhẹ thì vận chuyển về Việt Nam nó sẽ nhẹ cước và giá cả nó cũng sẽ rẻ theo. Đấy là cách họ làm như vậy để cho hàng hóa nó rẻ tiền hơn đấy. Nên em bán cho các bác cũng rất là rẻ. 300 một cốc. 2 thân. 5 cánh trắng họng hồng giao hạt. 60.000 một cốc. Đây kiếm số 4 và số 2 của em quy ước. Nó là số 14 và số 34 của bên nhà vườn Thái Lan cung cấp. Bản lá của nó rất đẹp, bản lá võng. Nói chung là kiếm thì mình chơi phải chơi trước là thân lá, sau là hoa, ba là củ, nói chung còn củ to củ nhỏ. Rất nhiều chi tiết chơi. 200 một chậu. Giá ô lô đấy các bạn. Ô lô em có loại một thân dài đây. Dài 450 phân này. Ô lô 200 một cốc. Giá ô lô 200 một cốc. Mấy hoàng nhạn em treo đầy đây. Đai châu là 180 một cốc. Còn đai châu giống. À đai châu nhỡ. Đai châu nhỡ như này. Đai châu nhỡ như này là em bán 60.000 một cốc. Các bác có thể trồng luôn được cái đai châu nhỡ này, cây dáng cây nó thẳng dựng như là cái lá kiếm. Đây các bạn. Đây này. Có mã số này, có 9 này. 73 này. Các bác lấy bao nhiêu mỏng có, 5 mỏng có này. Ví dụ 5 màu thì em sẽ lấy 69 này, 70, 71, 72, 73, 75, 76 các bác. Em còn muốn một cái chậu kiếm đại khủng khiếp này thôi. Chậu to nhất này. Chậu này bán 1.500.000 này. Đấy, sau kiếm đài cái loại kiếm đài loại nó có hai thân nhỏ nhỏ là em bán 350.000 nhưng mà chậu này thuần hết rồi. Bán 1.500.000. Đây có vô lô phi điệp này là ấn tượng nhất. Em đi ra ngoài vườn em cho các bác xem. À đây điệp trắng. Điệp trắng tinh đây. 180.000 một cốc điệp trắng tinh.
đang nụ ạ. Đây. Đây, cốc như này. Khoảng 25 phân. 180 một thân nhé. Ngoài này là địa lan Mạc Xuân. Địa lan Mạc Xuân 80.000 một cân. Hàng lại về rất nhiều các bạn. Trên em đặc sản này các bạn ạ. Lấy xỉ là 60.000. Đây kiếm đài em đang trồng để cho tươi này các bạn ơi. Đây, ôi hơi khô. Kiếm tiên vũ của Thái 120 một chậu. Đây các bạn này, em nước này cho các bạn xem nhé. Đấy, để này nó tươi. Để nó đẻ ra. Lúc đấy các bác sẽ được hưởng lợi nhiều. Đây mấy cái dòng kiếm số 1, 2, 3, 4 em trồng, nhưng mà em chỉ trồng những cái nó dập gãy mới xấu thôi. Những cái đẹp thì em bán cho các bác. Đây ví dụ như bộ lá nó hỏng. Rồi các bác lấy hàng gì đấy em nhé.